Làm ơn anh đứng yên một chỗ giùm tôi có được không? Anh không mỏi chân á thì tôi cũng chóng mặt quá trời rồi nè. Gì vậy? Sao tự nhiên đổ quạo vậy ông? Tại tôi sốt ruột quá. Đừng có chọc cười tôi à nghe. Cười gì? Anh chàng nổi tiếng là sát thủ tình trường như Quốc Duy mà lại thiếu tự tin khi muốn chinh phục một cô đào hát vậy sao? Nè, đừng có xem thường Nhật Hà nghe. Đừng cười nhạo mình chứ bạn. Dữ vậy sao? Nè, mai mốt tới anh đi, bị tiếng sét ái tình biết liền chứ gì. Không bao giờ. Không hay. Bao giờ có chuyện đó. Hay ha. Không bao giờ có chuyện trọng hiền này chơi trò trồng cây si trước nhà con gái. Trời ơi, xuống giá lắm. Nếu muốn gì thì cứ tự nhiên công khai bày tỏ nỗi lòng. Nàng gật đầu thì ta kết nên đôi, còn từ chối hả thì dễ vậy thôi. Không phải là anh nên anh nói cái gì cũng được, anh thử gặp nàng rồi hãy nói hay. Không lạ lời không kênh kiểu khi người, mà duyên dáng dịu hiền làm sao có ai lòng tiền nữa. Thôi tôi thấy anh bệnh nặng quá rồi, không còn thuốc chữa trị nữa đâu. Thôi vậy thì anh cứ kệ tôi đi. Lỡ mà tôi có bị bệnh nan y, được chết bên nàng, được chết vì nàng cũng là một điều xứng đáng đó. Trời ơi, thấy anh tôn sùng nàng như vậy, tôi cũng hiếu kỳ, muốn biết coi nàng của anh hương trời sắc nước tới cỡ nào lận. Nè bạn, sự hiếu kỳ của bạn có được bảo đảm không vậy? Đừng để tôi hối hận khi tin tưởng bạn bè nghe. Chuyện đó chưa chắc à nghe. Ê ê ê ê ê, trời đất ơi, chơi kỳ với bạn. Ý gì? Ý gì vậy? Ý trời trời, nói chơi thôi làm gì mà mặt mày xanh lè vậy? Không, không phải. Cái gì? Nàng về tới rồi kìa. Vậy sao? Ừ. Trời đất ơi, có cần phải linh dữ vậy không? Ừ. Còn chần chờ gì nữa, tiến lên tặng quà cho người ta đi ông. Nhưng mà tôi xin lỗi. À, dạ. À, hai anh muốn tìm ai? Chào cô Nhật Hà, anh bạn tôi anh muốn. À, dạ không không. À, tôi muốn hỏi thăm đường.
Trời ơi, cái anh này ngộ ghê không? Bộ tôi theo anh đứng ở ngoài đường từ sáng tới giờ là để chờ cô Hà về hỏi thăm đường hay sao? Cô Hà, cô biết không, ảnh muốn... Không à, không à, tôi không có muốn gì hết à, tôi... Nếu thật sự hai anh có chuyện cần thì cứ hỏi, tôi biết thì tôi sẽ chỉ cho. Còn như không thì xin phép tránh ra cho tôi vô nhà, vì hai anh đang đứng trước cửa nhà của tôi. Dạ xin lỗi, tụi tôi vô ý quá. Mời cô cứ tự nhiên vô nhà. Cảm ơn hai anh. Khoan đã, cô Hà, thật sự là anh đứng chờ cô từ sáng cho tới giờ. Tội lắm cô ơi, ta hồn chính vía đã bị cô giữ rồi. Ngày nào mà không gặp được cô là anh còn lại á, cái thây ma không hồn. Anh Hiền ơi, tôi lại ăn mà, anh đừng nói bậy lung tung. Cô Hà có giận thì khó coi vô cùng. Tôi không có thì giờ để mà đùa giỡn. Hơn nữa kiểu đùa này quá thật khó coi. Nếu không có gì để nói thì thôi, chúng ta xa lạ chẳng có sanh tiền. Cô Hà, tôi tôi ái mộ cô. Anh thử ra tôi muốn tặng cô bó hoa mà không biết có làm phiền cô không á. Thử tôi nãy giờ Người ta đi rồi cha nội. Hả? Làm gì mà cứ ư hoài hả? Cô Hà, cô Hà, trời ơi, tại anh không à. Gì vậy? Trời ơi, tâm sự cũng tại anh không à. Tại tôi làm sao? Mà tại tôi làm sao chứ? Không phải sao? Ai kêu hấp tấp chi vậy? Bợp chợp làm cái gì? Bây giờ khổ rồi đó, cô giận rồi anh tính sao đây chứ hả? Nè nè nè, đừng có đổ thừa, dễ dễ mít lòng bạn bè lắm à nghe. Mít lòng gì? Anh nhát quá đi, chỉ có việc tặng quà cho người ta mà cũng không dám làm nữa. Thôi, anh đừng có nói nữa. Nhìn thấy bó hoa này á, tôi càng thêm héo rũ ruột gan nè. Hồi nãy lựa mua, trời ơi, tôi thấy nó tươi, nó đẹp biết bao. Bây giờ nhìn thấy nó thật là vô duyên quá xá luôn. Được rồi, được rồi, anh làm ơn anh đừng có than thở nữa. Coi như là tôi có lỗi với anh đi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, vậy được chưa? Anh xin lỗi tôi có ích gì chứ? Dù sao thì nàng cũng có ấn tượng không tốt với tôi rồi, còn hy vọng gì nữa đi. Khổ anh quá đi. Giờ sao đây? Bộ tính nằm giả đi luôn hay sao cha nội? Anh có biết là bó hoa này là tâm huyết của tôi hay không? Giờ làm sao cho nàng nhẫn đi. Nè, tặng cho anh luôn nè. Anh đem về mà thưởng thức luôn đi. Bây giờ giận hoài phải không? Thôi, tôi biết là anh cũng thất vọng lắm. Nhưng mà anh đừng có lo, tôi có cách giúp anh mà. Giúp tôi hả? Ừ. Được không đó? Hay là anh làm cho tôi đứt đường quan hệ với nàng là tôi tuyệt giao với anh luôn đó. Yên chí đi, bây giờ đưa bó hoa cho tôi, rồi cứ tự nhiên về nhà mà chờ đợi. Chiều nay tôi sẽ mang thư hồi âm của nàng về cho anh. Ừ. Thiệt không đó? Ừ. Thiệt hả? Anh yên chí đi, đưa qua đây, rồi về chờ kết quả. Đi đi, đi đi mà. Bảo đảm mà nghe. Bảo đảm với tôi phải không? Tôi về trước à. Không có thư hồi âm của nàng á thì anh đừng có về gặp mặt tôi nữa. À, anh mà còn nói nữa tôi đổi ý liền đó. Rồi rồi rồi, bây giờ tôi về. Rồi tôi về. Đi đi. Không thèm mở cửa cho tôi hả? Được thôi. Chào cô Nhật Hà. À? Ủa? Sao? Sao anh vào đây được vậy? Tôi đã khóa cổng rồi mà. Anh vào đây bằng cách nào vậy? Leo rào. Trời ơi, anh muốn gì? Tôi la lên bây giờ á. Cô định la lên như thế nào đây? Ăn trộm hả? Hay ăn cướp? Anh là ai? Anh muốn gì?
Tôi là bạn của một người rất ái mộ cô. Tôi biết tặng quà cho cô bằng cách leo rào thì không lấy làm lịch sự gì cho lắm. Nhưng tôi chỉ muốn xin lỗi cô vì những lời đùa cợt lúc nãy nha. Tôi không muốn nhận quà, cũng không muốn nghe nói gì hết á. Anh ra khỏi nhà tôi đi. Đi đi. Vậy mà bạn tôi nó nói cô rất hiền dịu, nhu mì. Tội nghiệp. Có lẽ ảnh lầm. Tôi nhưng dù sao cô cũng để cho tôi nói hết đã chứ. Chẳng lẽ thương tích này chưa đủ để cô thấy thành ý của tôi, dám leo rào vào đây gặp cô sao? Vậy thì thôi được rồi, nói nhanh đi. Tôi không có thì giờ đâu. Tôi có hẹn đó. Không sao, tôi chỉ xin cô ít phút thôi. Trước hết cô vui lòng nhận lấy bó hoa này, dù nó hơi bầm dập một tí, nhưng đó là cả tâm chân tình của người mến yêu cô. Qua nghệ thuật và tài năng chớ không hề có ý xấu xa gì. Còn tôi khi nói ra những lời trêu ghẹo, nhưng đó chính là sự thật. Tình yêu đôi lứa, còn bạn của anh là một anh chàng khó hiểu. Nỗi lòng mình mà lại dám đem giao cho một con người kỳ cục như anh. Đối với tình trường cũng năm lần bãi lượt yêu đương. Ở đời mà chuyện tài tử giai nhân hội ngộ nhau đâu có lạ gì. Với các anh tình yêu là trò đùa vô hại, nhưng với tôi nó không hề tồn tại. Yêu người hay chỉ vì ánh hào quang, mê đắm say sưa với tiếng nhạc cung đàn. Cô đừng có hiểu lầm, chúng tôi... Cô Hà ơi, có ở nhà không à, cô Hà? Xin lỗi, anh à, nhưng mà tôi có hẹn với khách rồi. Cô Hà, cô cũng có quen biết với ba. Ba của anh hả? À không, ba của bạn tôi. Cô Hà, xin phép cho tôi nép vào trong, vì e rằng sự chạm mặt bất ngờ này không hay cho mấy. Xin lỗi cô nha. Anh gì đó ơi. Anh mời ông vào. Dạ mời ông ngồi. Cảm ơn ông đã tới. Không có chi. Hôm qua nghe tài xế về báo lại là Nhật Hà muốn hẹn tôi tới nhà.
Hà làm tôi bất ngờ và sung sướng quá. Tôi không ngờ. Tôi... Dạ mời ông dùng nước. Hà nè, em có nhận được món quà của anh chưa? Hôm nay tôi mời ông đến đây á cũng vì món quà này nè. Ừ. Hy vọng là Hà thích nó. Món quà món đó có đáng gì đâu. Chỉ có một sợi dây chuyền gần một lượng vàng và cái mặt hột xoàn 3 ly 7 thôi. Tuy chưa mở ra để xem, nhưng tôi cũng đoán được món quà này đắt giá lắm. Có đáng gì đâu. Miễn là Hà thích nó là được rồi. Tôi sẽ tặng cho Hà nhiều món quà khác có giá trị hơn nhiều nếu như Hà muốn. Tôi... Cảm ơn ông. Nhưng hôm nay tôi mời ông đến đây cũng muốn nói rõ với ông về một chuyện. Hà nói đi. Qua đang chờ nghe Hà nói nè. Tôi muốn gửi trả lại ông món quà đắt giá này, cả số tiền kia nữa. Và từ nay xin chấm dứt. Tôi đã nói dứt khoát rồi. Xin ông đừng uổng công đeo đuổi. Hà, tôi... Nếu mến tài qua nghệ thuật nổi trao thì xin nhận phần tình cảm. Còn chuyện trai lý luân thường từ nay xin đừng nhắc đến. Cô Hà, tôi thật lòng muốn bảo bọc cho cô, tại sao cô không suy nghĩ kỹ càng? Cảm ơn ông. Nè, tôi là người có quyền thế trên đời và bản thì có sẵn trong tay, vậy thì tôi còn kém thua ai? Hoàn cảnh của cô tôi quá biết rành, làm thế nào mà cô phải sợ được đây? Thưa ông, nếu nói vì chữ nghèo mà đem tình cảm ra đánh đổi sự giàu sang, hay vì bế tắc lầm than mà bán rẻ phẩm danh, thì con người còn giá trị hay không? Xin vì chút tình cảm mến mà dành sự trang trọng cho nhau, cho lòng vơi nhẹ nỗi đau. Đời mang cho tôi nghiệp cầm cá vô tội, thì nhân sinh nơi chớn vui dầm mưa bằng hai chữ kiếm tiền. Sao cô cứ nặng lòng suy nghĩ vẫn giờ mà không thấy đời đẹp như thơ? Nhan sắc của cô chơi vòng áp quanh vàng cần trải lên bằng châu báu bạc tiền. Cô chỉ cần nói ra điều kiện là tôi sẵn sàng cung phụng cho cô. Hà à, cô còn trẻ nên không suy nghĩ đó thôi. Qua nào thì cũng có một thời hương sắc. Nếu khôn ngoan thì hãy dùng nó để hái ra tiền. Còn khờ dại thì chỉ có nước đói. Ông hãy dừng ngay những lời chà đạp đó. Tôi không muốn quan hệ với một người chỉ biết có tiền và dục vọng như ông. À, cô không được quyền từ chối đề nghị của tôi đâu. Và cũng đừng thấy tôi yêu thương mà lên mặt. Từ trước tới giờ chưa có cái gì mà trọng vọng này muốn mà không được. Có tiền là có tất cả. Nhưng tiền không mua được tình yêu, tiền không mua được lòng tự trọng. Ông về đi. Được, được lắm. Rồi cô sẽ hối hận vì đã từ chối tôi. Một ngày nào đó cô sẽ phải quỳ ở dưới chân tôi mà van xin nài nỉ. Ông
Lau nước mắt đi cô Hà. Sao anh còn ở đây? Anh đi đi. Đi đi. Anh. Tôi tên Hiền. Vậy thì sao chứ? Cô không buồn vì những lời lẽ khiếm nhã lúc nãy chứ? Anh nghe hết rồi hả? Tình cờ thôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi hiểu được vì sao cô có phản ứng mạnh với những lời trêu ghẹo. Một lần nữa, xin cô hãy tha lỗi cho tôi. Không có gì đâu. Anh còn gì muốn nhắn giùm bạn anh nữa sao? Còn. Nhưng không phải là bạn của tôi, mà là tôi. Anh cũng ái mộ tôi nữa sao? Giờ lại định dùng tiền để bày tỏ lòng mến mộ nữa hả? Đúng. Tôi ái mộ cô, nhưng không phải vì nhan sắc hay vì giọng hát. Tôi cũng không hề có tiền để bày tỏ như những người giàu có khác. Vô tình chứng kiến chuyện vừa rồi, tôi bỗng thấy bâng khuâng. Nhật Hà, hãy tha lỗi cho tôi nha. Và chấp nhận tôi làm bạn chứ. Nhưng anh... Tôi chỉ là chàng lãng tử nghèo, không quyền thế, thô thiển nên chẳng biết thưởng thức thi ca, hồ đồ nên không biết đâu là đẹp xấu. Tôi chỉ biết cảm kích một người con gái, thà cam chịu cảnh nghèo khổ, chứ không vì tiền bạc mà bán rẻ phẩm danh. Cảm ơn anh đã hiểu được lòng tôi. Cảm ơn Hà đã nhận tôi làm bạn. Bây giờ tôi xin phép được cáo từ và mong sớm ngày gặp lại Hà. Mong là như vậy. Chào anh. Đừng buồn nghe Hà. Mình sống thẳng ngay trong sạch thì đó chính là niềm vui trong cuộc sống. Nhớ nghe Hà. Hà biết rồi. Tạm biệt anh. Trong
bà lại ra đây ngồi nữa. Ngoài này gió lớn lắm, vô nhà đi. Gió lớn quá ha. Gió thổi ào 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 về hướng này. Mà sao nước lại tuôn ào 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 về hướng này vậy ông? Chắc là có điềm lạ. Đúng, có điềm lạ không may đó, không may rồi đó. 20 năm qua nước vẫn cứ một dòng mà chảy, gió có hay đổi chiều, nhưng vẫn làm nghiêng ngả nhánh cây khô. Bà vô nhà đi, để bệnh là không có nên đâu. Ông à, một con người á sống bao lâu là trọn cuộc đời hả ông? Có khi đến chết mà đời chưa kết thúc, cũng có khi còn đi đứng nói cười mà đời đã chấm dứt từ lâu. Tôi còn sống không vậy ông? Bà vẫn còn tồn tại. Tồn tại? Tồn tại như bao nhiêu vật vô tri vẫn còn tồn tại. Dòng sông này, bến nước này tồn tại. Không, bến nước, dòng sông không hề vô tri vô giác, mà nó vẫn âm thầm cảm nhận được chung quanh. Dù trăm năm không nói một lời, nhưng nó trải qua biết mấy mảnh đời. Có mảnh đời khổ đau, có mảnh đời cơ cực, nhưng cũng có lần nó tìm thấy lại vuốt ve bằng lưỡi sông vô hình. Cho dịu bớt đi bao cay đắng của ân tình. Tình cha mẹ thương con, tình người với con người trong biển loạn trần ai. Năm tháng có vui vai, không biết đẩy đưa mình về tận đôi khi tôi tự hỏi bà có phải mất trí thật sự không, hay vì ưu uất mà trở thành câm lặng. Bà sống nhưng tâm hồn thì đã chết. Vậy còn ông, tâm hồn ông có còn sống hay không? Nó vẫn còn sống, và đó là niềm đau của tôi. Nếu nó chết đi tôi sẽ không cảm nhận được nỗi đau từ vết thương tâm hồn đã 20 năm qua còn gì mau. Có lẽ người xưa giờ đã quên rồi chuyện cũ và sống bình an trong mái ấm xa vào. Tình gian dở điều để lại trong lòng người bao nỗi xa.
nghèo nên phải mất người ta, bởi họ quyền thế sang giàu nên họ giành được giờ. Vậy thì cao xanh ơi, đâu là duyên là nợ, là sợ tơ loan do nguyệt lão sẽ dần. Cái ông này gần hết đời người rồi á, còn nói chuyện nợ duyên. Ông sợ thiên hạ cười ông làm dại hay sao? Tôi chỉ tâm sự chuyện đời với bà cho nhẹ lòng vậy thôi, vì tôi biết bà luôn luôn mới giữ kín tâm sự. Tôi luôn giữ kín hay gì tôi không thể nhớ. Có thể dĩ vãng của tôi lòng sự đau nhất thế lương, cho nên bây giờ dù tôi không biết chuyện trước đây, nhưng vẫn thấy tờ đáy tâm tư một niềm đau khổ. Niềm ưu ẩn đó nó tuần lưu trong cơ thể muôn đời, nó như những giọt máu đào tuôn chảy không nguôi, và máu lệ đã hòa chung tao ngoài này nè. Mày đó hả Bình? Dạ con là chú. Thằng nhỏ đó nó còn sống hay đã chết vậy ông? Nó còn sống, tâm hồn nó vẫn còn lành lặn. Nó còn sống, ông cũng còn sống, tâm hồn nó vẫn còn sống. Có mình tôi tâm hồn chết hả? Thôi vô. Chú Hai, sao ra đây thơ thẩn vậy chú? Bộ chú có chuyện gì hả? Đâu có, thấy bà ăn ngoài này sợ gió lạnh nên tao ra kêu bà vô. Ủa mày đi đâu vậy đó? Đi thăm câu chứ đi đâu chú? Có gì hơn mày ôm rơm đâu dữ vậy? Có, mấy cần câu cắm hôm qua dính được bọn à, toàn là cá lóc không à nghe. Con lựa mấy con cá cẩn á, đem ra chợ bán, chừa con bự nhất này nè, về chú cháu mình lai rai ha. Sao không để cá bự bán có tiền nhậu chứ uống gì mày? Uống gì chú ơi, con có ôm theo một ôm rơm nè để con nướng cá. Bữa nay chú cháu mình nhậu nghe. Cũng được, để tao đi lấy rượu. Khỏi, hồi nãy á khi đi ngang quán của bà ba, cháu có ghé vô mua một chai đê nếp chánh tông. Mày tốn tiền như vậy là đâu có được, phải biết để dành hậu dần mai này. Ôi lo chi chú, sống ngày nay ai biết trước tương lai. Còn cần câu, còn đồng ruộng bao la là còn sống được. Còn môi còn rượu cứ uống để quên sầu, mặt mưa nắng giải dầu. Mày thiệt, cũng bày đặt nhậu giải sầu nữa hả mày? Có sầu thì giải, chứ lớn nhỏ gì chú ơi. Mày còn trẻ, cuộc đời còn dài, vậy mày sầu cái gì chứ? Chú nói vậy chứ không sầu sao được, mà cũng không phải sầu nữa, con chỉ buồn thôi. Buồn cho thân côi cút, không cha không mẹ, không họ hàng quyến thuộc bà con, bơ vơ cô độc giữa cuộc đời danh lợi bon chen. Không hiểu từ đâu con xuất hiện trên đời, sống nhờ tình thương đùm bọc của mọi người. Sống cô đơn của mình là như vậy, ai cùng một đời cô độc bơ vơ. Mày không mẹ cha, tao không con không vợ, bà An cũng không chồng không có người thân. Sao từ lâu cháu lại không nghe, chú nhắc tới con mà lại nói mình đơn chiếc. Dù sao cũng
nhục tình thân. Có dẫn đến đâu cũng là con ruột, huống chi em Hà vẫn một lòng hiếu thuận. Chú đừng giận em Hà tội nghiệp, cái cảnh nghèo nàn có dễ chịu gì đâu. Hãy để cho Hà tìm kiếm tương lai. Tao sợ bon chen danh lợi của đời sẽ đẩy xô nó vào chuyện phong trần. Con tin em Hà không phải là hạng người nhẹ dạ đâu, thà như vậy còn đỡ hơn chú à. Chứ như con nè, muốn thoát khỏi cảnh tối tăm này cũng không thể nào thoát được. Thôi đừng nói cái chuyện đó nữa, bây giờ đốt lửa lên đi, nướng cá nhậu cái đã. Nè, mày nói đúng, nhậu để quên sầu. Dạ, để con. Cái chai này với con cá đó nghe, chắc đêm nay là mày ngủ khỏi cần mùng đó. Mùng nếp mà chú. Vậy đi cho nó gọn. Trời ơi, trời ơi, cháy, cháy rồi, cứu lửa, cứu quả ba con ơi, cháy rồi, cháy. Ê, ê, đừng, 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 đừng. Rồi tiêu. Ra ngoài này rồi mà cũng không khỏi nữa, thấy lửa là đập hả, khổ ghê vậy đó. Ờ, rồi vậy là coi như rách cái mùng nếp rồi. Tiêu, mẹ cha bay, cái đồ trâu bò, tụi bay là cái đồ ngu như heo, có một chút chuyện vậy mà làm cũng không xong nữa. Lát nữa bà về á, tao mét với bà cho tụi bay biết mặt nghe. Cái đồ ăn hại, cái thứ trâu bò, cái đồ... Chú hai, không có hai ba gì hết trơn á. Đi chỗ khác, tao đang bực mình nè. Làng chàng á, tao đập một gậy là gãi cẳng á. Đi ra. Gì mà mắng tôi dữ vậy hả chú hai bổn? Thì tôi... Ủa, cô Thúy mới qua hả? Xin lỗi cô Thúy nghe, tại tôi đang bực mình cái đám cô hồn nhà này nè. Đó, con nghĩ coi, tao nói... Thôi thôi, đi từ xa tôi nghe chú chửi lòng lộng chưa đã sao? Dạ đâu có. Dạ mời cô Thúy ngồi. Ông bà đi vắng hả chú hai? Dạ ông đi hậu từ sáng giờ chưa về. Còn bà qua nhà thầy Bãi chắc cũng gần về đến rồi đó. Ủa, bà đau sao mà qua thầy Bãi vậy chú? Bà không có đau, qua thầy Bãi là xin phép á. Xin phép? Dạ. Xin phép gì? Xin phép bình an cho cậu hai, mà cũng để cho ông chủ bó cẳng ở nhà, đừng đi dữ quá sanh chuyện rầy rà. Vậy còn cậu hai, cậu đau làm sao mà phải xin bình an? Cậu hai cũng mạnh cụi, đau yếu gì mà cậu sợ? Chỉ tại cậu lây bệnh của ông tôi. Vậy là sao? Chú nói tôi không hiểu. Thì cha nào con nấy mà, rau nào sâu nấy chứ làm sao. Anh Hiền, anh đi chơi dữ vậy sao? Lạ thật á. Trời đất ơi, ổng ở nhà là chuyện lạ đó chứ. Vậy chú có biết anh đi chơi với hai không? Mà đi đâu vậy chú? Tôi đâu có biết, mà thường ngày thì thấy hay đi với cậu Duy. Ơ kìa, mới nhắc cái cậu Duy tới được à. Ủa, Thi cũng ở đây nữa hả? Dạ, em đi tìm anh Hiền. Anh chưa về nữa sao? Cái anh này ngộ thật à. Dạ, mời cậu và cô Thi uống nước. Cứ tự nhiên ngồi chờ cậu hai nghe, tôi có một chút chuyện phải làm á. Dạ cảm ơn chú. Chú cứ đi đi, để tôi tiếp Thúy được rồi. Dạ cảm ơn cậu. Ủa, Thúy tới lâu chưa vậy? Em cũng mới tới thôi hà. Hôm nay anh không đi với anh Hiền sao? Cả 10 ngày nay rồi có thấy mặt mũi gì ảnh đâu à. Em cũng tìm ảnh mấy lần rồi mà không có gặp. Cả Thúy mà nó cũng không thèm gặp nữa hả? Trời ơi, cái anh này lúc gần đây sao thấy lạ lắm nghe. Anh là bạn thân với ảnh mà anh cũng không biết hay sao.
Bấy lâu nay anh gặp chuyện gì, hay quan hệ giao du với người nào? Em tưởng anh phải sành mọi chuyện, vì hai người như hình bóng bên nhau. Nhưng dẫu sao cũng chỉ là đôi bạn, còn Thúy, lẽ ra Thúy là người kề cận. Với anh hiện gì đã có hứa hôn, trước hay sau cũng trở thành chồng vợ, thì Thúy phải quan tâm tới đối tượng mình chứ. Làm sao mà theo dõi được ảnh, khi ảnh cố tình muốn tránh mặt em? Chuyện hứa hôn là người lớn hai nhà, chứ ảnh chưa hề nói tiếng yêu thương, mà chỉ đùa vui cũng chẳng chối từ. Cái anh này thật kỳ lạ quá ta. Được rồi, để tôi gặp ảnh, tôi sẽ khuyên ảnh về chuyện này mới được. Cũng không phải cần gấp vậy đâu. Dù sao anh Hiền rất là sợ mẹ, mà bác gái thì rất là thương yêu em. Chính vì vậy đó mà Thúy chắc ăn không thèm ghen tương chứ gì, phải không? Anh rành tánh anh Hiền quá mà. Con gái đeo theo ảnh như là kiến ruồi bu mật vậy. Còn ảnh thì chỉ thích vui đùa thôi, ghen làm cái gì. Vui đùa nè nè, đừng có chủ quan như vậy. Tôi đang tìm ảnh để nói rõ ràng cái chuyện này đó. Anh nói vậy là sao? Là ảnh kỳ lắm. Kỳ là sao? Nói tóm lại là ảnh đang đeo đuổi một người lẽ ra không nên đeo đuổi. Có chuyện đó nữa sao? Bộ cô đó là... Là người đàng hoàng chứ không phải là người bậy bạ gì cả. Nhưng ảnh không được quyền làm như vậy, là không có làm như vậy được mà. Chắc ảnh lại đùa chứ gì. Đùa lại càng không được. Mà kỳ này á, tôi thấy ảnh làm thiệt chứ không phải đùa đâu. Anh Duy, anh... anh nói là sao? Ảnh... Nè, tôi nói cho Thúy nghe nè. Thúy khéo mà giữ cho vuông tròn hạnh phúc đi, chứ cái đà này là tôi thấy không xong rồi đó. Gì mà không xong đó Duy? Dạ bác mới về. Dạ cháu chào bác. Có cháu Thúy ở đây nữa à? Còn thằng Hiền đâu rồi? Dạ cháu tới nãy giờ nhưng không gặp anh Hiền. Thằng thí tình, đi đâu vậy không biết nữa à? Dạ thưa bác, cháu có công chuyện phải về trước, không chờ anh Hiền được. Khi nào anh về, phiền bác nhắn qua gặp cháu. Cháu về đi. Khi nào nó về, bác biểu nó qua cháu ha. Dạ. Dạ thưa bác, cháu về. Nè, Thúy ở chơi nha, tôi về trước à. Dạ. Dạ mời bác uống nước cho khỏe. Trời lúc này nóng quá. Trời nóng mà lại gió nhiều. Mấy đứa làm ngoài đồng mà đốt rạ không khéo, dễ gây nguy hiểm lắm đó. Hôm qua thằng Tư nhỏ đốt rạ ngoài đám xéo, không chịu coi chừng, để cháy lan qua trò dịch của thằng ba xã. Hồi nãy nó mới chặn đường mắng vốn à. Lúc con mới qua, con nghe chú Hai bỗng ổng say mấy người quá xá. Chắc là vì chuyện đó đó bác. Cái thằng chỉ giỏi cái miệng la hét, chứ làm gì được tích sự đâu. Không bị ổng nghĩa tình với nó, bắt đuổi nó lâu rồi đó con. Cái thằng mặt thỏ mỏ dơi là không có xài được. Anh chị bên nhà mạnh hết hả con? Dạ. Dạ thưa ba má con khỏe. Con cảm ơn bác. Bận rộn nhà cửa quá rồi, không có đi qua nhà thăm ảnh chỉ ở bển được. Nè, con có về bển nói cho bác gửi lời thăm nha con. Dạ. Mấy bữa rày thằng Hiền nó có qua con không? Dạ không. Không biết ảnh làm gì nữa, mà gần nửa tháng nay ảnh lại bận tâm. Con chờ mỗi hơi mà không thấy ảnh tìm. Qua bên này á thì lại không gặp ảnh, con thấy lòng lo sợ bâng quơ, không biết có chuyện gì xảy ra. Ôi thì chắc nó la cà bè bạn rủ rê, thấy tụ bạn bè nó chết mê à.
Không có gì đâu, con đừng có lo sầu. Để nó về rồi bắt biểu nó qua. Dạ, con cảm ơn bác. Ba má con lâu ngày không thấy ảnh qua nên cứ hỏi hoài à. Con không biết nói làm sao nữa. Cái thằng này nó lôi thôi lắm. Riết rồi nó giống y cái tánh của ổng à. Coi mồi không xong cái bắt cậy người qua bỏ ngày làm đám cưới gắt cho con với nó thì xong chuyện. Nhưng mà ảnh đâu có chịu đâu bác. Con vừa mới nghe anh Duy nói lại là anh Hiền ảnh đang đeo đuổi say mê một đóa hoa sắc như hương trời, không mang gì đến con đang mỏi già trong chờ. Sợ rồi đây duyên nở trái ngang, anh đắm chìm trong bể ái trời ơi. Còn con trước đã hẹn lòng sắc sơn, nó không dám làm nên chuyện tài trời. Bác đã qua nhà dắt mặt đôi bên, mọi chuyện được định rồi, không thể nào đơn sai. Nó chỉ vui chơi và thỏa thời qua còn chuyện nợ duyên nó không dám cãi lời vì mẹ cha đã rồi, làm gì con phải tuân theo. Tâm sự con đều nhờ bác, đời con gái một lời hứa hẹn là trọn đời không thay đổi. Nếu mà anh Hiền thay dạ đổi lòng thà thật con chết cho xong. Ê cha, đừng có nói dài vậy nghe con. Thằng Hiền nó không có phụ rẫy con đâu. Con đừng có để dạ u sầu, khéo anh chị bên nhà biết được phiền lắm con ơi. Dạ, con xin nghe lời bác dạy. Thưa bác, con về để ba má con trông. Thôi con về đi, đừng có buồn nghe con. Để rồi thằng Hiền về bác nói chuyện với nó mà. Đừng buồn nghe con hả. Thưa bác, con về. Hiền đâu? Ra má biểu coi. Thưa má, con mới về. Má biết con về nãy giờ. Sao con không chịu ra đây gặp Thúy mà lại núp né ngoài hiên vậy hả? Dạ con, con không muốn nói chuyện với Thúy đâu má. Bộ hai đứa có chuyện giận hờn gì sao? Làm gì mà có chuyện giận hờn, tại con không thích cô Thúy. Con nói vậy sao được Hiền. Con Thúy là vợ hứa hôn với con, hơn nữa nó thương con thật lòng. Tại sao con lại làm ngơ không ngó ngàng chi, hay là con coi má chẳng ra gì? Một lời hứa giữa hai nhà với nhau trước cũng như sau, thiên hạ sẽ chê cười nếu mình giống phụ. Nè, con không được cãi lời. Nhưng con với Thúy không hề yêu thương, sao có chuyện chung đôi? Tại ngày xưa má bà hứa rồi, bây giờ ép con không có chịu đâu. Con gái gì mà giữ tựa chẳng tình, sai hẹn một lần là nó giận nó la. Con không cưới được má đi hồi hôn lại. Đâu phải chuyện chơi, cưng con chiều chuộng, rồi bây giờ con sanh tệ hả? Má, hôn nhân gượng ép thì không có hạnh phúc đâu má à. Con cãi cha mẹ là trăm đường con hư. Gì mà hai mẹ con bây giờ mặt lớn mặt nhỏ vậy? Thưa ba mới về.
Con cũng mới về đó hả? Dạ. Riết rồi mày quang đàn chi địa, không có lúc nào thấy mặt mày nhà hết. Còn với cái má mày không biết dạy mày kiểu nào nữa. Thôi chứ, đi đã rồi về lớn giọng hay sao? Nó giống ai nên nó mới quang đàn như vậy. Rồi chiến tranh bùng nổ, dạ xin phép ba má con vào trong học bài. Thằng Duy nó nhắn khi nào về thì qua nhà nó có chuyện gì đó. Dạ, con vào nha. Nè, biểu sắp nhỏ nó nấu cho tôi chén cháo gà. Sao tự nhiên hôm nay tôi thèm ăn gỏi gà quá. Nhớ nghe. Ông ngồi xuống đó đi. Định đi đâu vậy? Thì đi vô thay bộ đồ, nóng quá. Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với ông nè. Chuyện gì? Chuyện gì trong nhà này mà bà không tự quyết định? Bà muốn sao thì bà làm vậy, chứ chờ hỏi tôi làm cái gì? Ý ông muốn nói là tôi lạm quyền ông trong nhà này chứ gì? Thì bà cũng tự biết rồi, cần gì phải nói. Vậy chứ tôi hỏi ông, từ khi ông bà nội thằng Hiền mãn phần, ai tôi ngài chỉ biết rượu chè đàn điếm say sưa, bỏ bê cửa nhà sự nghiệp. Tôi mà không dung dáng trong coi thì thử hỏi có còn không. Luôn cả thằng con trai ông cũng tập tành xa đoà, nếu biết chuyện sẽ xảy ra thì tôi thà dứt khoát khi xưa. Nè, bà muốn nói chuyện gì mà nghe bóng gió xa xôi? Tôi tập thư nó hồi nào mà bà đổ lỗi cho tôi? Từ xưa đến nay người ta nói con là tại mẹ, bà thả cửa cho con rồi bà trách mắng ai đây? Tôi không có trách ai hết, tôi chỉ buồn khi thấy thằng Hiền ngày càng giống ông, quang đàn quá đổi. Nó cứ thi nhau mà ăn xài tiêu phá thì chẳng mấy chốc sự nghiệp này sẽ tiêu tan, đâu còn gì giữ lại cho con. Tôi nén lòng đau khổ là nghĩ cũng vì sáng nghiệp này đây đổi bằng xương máu của tôi. Sẵn sàng làm, sao giờ ông phá sản cho đành? Dòng ngõ này sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, tôi còn giữ lại cho ai? Cứ vui chơi cho thỏa cuộc đời, bà đừng can gián cuộc đời. Tôi chán lắm rồi vợ hờ con mượn, mà ai có biết đâu. Ông nói vậy mà ông nghe được hay sao? Trăm sự do ai bài kế độc mưu sâu, chia cắt phân ly tình thiêng liêng mẫu từ. Ai đã nhẫn tâm còn thua loài hổ dữ, gây cảnh tang thương cho sầu hận đến đời. 20 mấy năm đi qua dù giấc đổi sao dời, nhưng nỗi đau đó không bao giờ phải nhạt. Ông đã toại nguyện rồi còn muốn chi hơn? Vì giá tài này ông sẵn sàng làm bất cứ việc gì, dù phải cắt bỏ đi đúng ruột của mình. Ông tạo ra thì phải lành quan khiêm, sao lại quay lưng để đời thêm ngang trái?
tự nhiên bữa nay bà nói nhiều quá. Nói toàn là chuyện gì đâu không. Thì gia tài sáng nghiệp này là của cha mẹ tôi để lại, trước sau gì cũng thuộc về tôi. Tại sao tôi phải dùng thủ đoạn để giành giật nó chứ? Ông Dẫu à, câu nói đó ông nói với ai á thì họ sẽ tin ông nhiều lắm. Chứ còn tôi là vợ của ông nè, thì tôi quá hiểu rành. Gấp đến nỗi không kịp chờ cưới thêm vợ lẽ, vì sợ miếng mồi sẽ tuột khỏi tay ông. Cốt nhục tương tàn ông có còn nhớ hay không? Vợ chồng chú Ba Bưởi do đâu mà tử nạn hả? Với một đứa con trai chưa tròn một tuổi nơi xứ lạ quê người, chắc ông chẳng hề quên. Thôi, tôi nhức đầu lắm. Bà đừng có nhắc chuyện khi xưa, chỉ làm tôi bực mà thôi. Cũng tại bà chứ nào phải tại tôi. Phải chi mà được như ý muốn thì tôi đâu cần bài chuyện làm chi. Bà hãy nhớ lại đi. Cả gia tài của mẹ cha ông, bây giờ thì ông đã toại nguyện. Mấy mươi năm một mình hưởng hết, ông còn than còn thở cái nỗi gì. Nè, tôi nói cho ông hay, ông phải lo liệu chú Toàn chuyện cưới hỏi của thằng Hiền. Tôi coi mồi nó muốn rút êm đó, quan khiên thì cũng nên đáp chút lỗi lầm, lo cho nó trọn tình. Còn không thì ông chẳng yên đâu. Bà nói là sao? Thằng Hiền nó... Con Thúy mới qua đây khóc lóc với tôi, là thằng nọ sanh tâm mèo mỡ. Nghe nói nó đang mê con nhỏ nào đó ngoài tỉnh, đẹp lắm, cho nên nó không có ngó ngàng gì tới con Thúy hết á. Thằng này nó tệ sao, giống ai? Giống ông. Con ông mà con nhà Tông á, không giống Long á thì cũng... Tông gì? Tông đơ ha. Nè nè, rồi bà đi đâu đó? Đi biểu tụi nhỏ bắt gà nấu cháo chứ đi đâu. Bực mình. Hai đâu rồi? Hai à? Hai! Dạ! Dạ! Thưa ông gọi con. Làm gì ở trong mà tao kêu muốn rác cũng không nha. Hả? Nè! Dạ! Tụi bay ở nhà đứa nào ghẹo bà nổi sùng mà tao về bà làm tao một trận dữ vậy? Hả? Dạ, đâu có! Chỉ có thằng Tư nhỏ nó đốt rạ trái hôm qua, mà con đâu có nghe bà nói gì về chuyện đó đâu ông. À! Gì? Ông ơi! Con có nghe bà với cậu hai bàn chuyện con Thúy, con thấy bà giận lắm đó. Đúng là cái thằng trời đánh, nó làm hại luôn tới tao. Hai. Dạ. Yeah. Mày nghe nè. Dạ sao? Kể từ hôm nay mày sẽ theo dõi sát cậu hai mày, để coi nó giở trò gì vậy. Không chừng nó đang làm bậy rồi về báo cáo cho tao hay, để tao liệu bề xử trí. Bằng không sẽ bị bá nhằn nữa đó. Dạ ông yên lòng, con đã biết làm cách nào để theo dõi thông tình chính xác lẹ làng. Nè 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 nè, nhớ kín cái miệng mày nghe, đừng có cho nó biết đó. Dạ ông yên tâm đi, chuyện lớn tày trời như hồi đó đó con còn làm được, huống gì chuyện này. Đó. Nó bậy nữa đi. Dạ. Miệng mày sao? Có chân á. Dạ. Thằng Hiền đâu rồi? Dạ cậu ở sau giường đọc sách, để con kêu cậu lên nha. Thôi khỏi, để tao ra ngoài gặp nó.
Mày nhớ chuyện đó nghe chưa? Dạ, ông yên tâm đi. Hiền à, sáng nay mày chọc giận gì má mày đó? Ủa ba, con đâu có làm gì đâu ba. Chuyện mày với con Thúy thì sao rồi? Dạ. Sao? Dạ đâu có cái gì đâu ba. Nói tới mày, mày nói không có gì. Vậy mà con nhỏ cứ qua đây khóc lóc nỉ non, làm cho má bây bà phải lo rầu. Rồi bà cứ nghe tao đây bà chửi: mày làm cái kiểu này hại quá đi con ơi. Xin ba hãy hiểu giùm con, con đã nói hoài à, con không có thương, thì làm sao mà chiều chuộng đón đưa. Ba thương con thì quỷ bỏ cho rồi, hôn ước gì mà nghiệt quá ba ơi. Tại sao trước đây mày không phản đối, rồi bây giờ mày nhất định không ưng? Nè, nói thiệt coi, mày có con nhỏ khác phải không? Nếu có thì sao hả ba? Làm người thì phải biết phân nặng nhẹ thiệt hơn. Mà nè, nhỏ đó nó có hơn gì con Thúy hay không mà mày chết mê chết mệt vậy? Con bảo đảm với ba đó, ba còn mê chứ đừng nói gì con. Ê, 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 ê. Mày nói gì vậy mày? Nói gì kỳ cục á? Đừng có tưởng là tao già tao điếc nha. Dạ ba. Gì? Hôm trước con thấy ba đi coi hát nè. Tao đi coi hát Hà Rầm chứ có lạ lắm gì đâu mà mày thắc mắc. Ba, bộ ba không thắc mắc vì cái chuyện thắc mắc của con sao ba? Mày với má mày hôm nay nói toàn là chuyện gì đâu đâu không à. Tao không có hiểu nổi. Con muốn hỏi ba một chuyện nè. Chuyện gì? Kinh nghiệm thôi. Chẳng hạn như khi ba đem lòng yêu một cô gái nào đó mà người ta không yêu ba, vậy thì ba phải làm sao để chinh phục được người ta hả ba? Nhỏ nhỏ thằng quỷ. Dạ. Chuyện ác liệt vậy mày la ôm sòm, bà nghe chết cả đám bây giờ. Yên chí đi, má không có nghe đâu. Ba làm sao hả ba? Không có làm sao hết á. Bởi vì chưa có một người con gái nào trôi từ khi ba đã đem lòng mến mộ thật rồi. Ba tiền bung ra tôi còn mắt là nó ưng ngay. Mình là quân tử đâu lụy gì tình nhi nữ, phải không? Trên chốn trường tình ba chưa thất bại bao giờ đâu con. Thật là phục ba, nhưng nếu mà ba gặp được người hết lòng yêu thương, ba có ngại chuyện gì hay không? Mình phải biết nắm lấy ngay cái thời điểm đó, biết không? Khi đã yêu rồi phải giành giật lấy, đâu thể nhường cho ai. Thiệt vậy hả ba? Ừ. Miễn người đó mình yêu thật lòng thì không san sẻ hay nhường nhịn cho ai hết hả ba? Phải vậy đó con à. Yêu là phải đấu tranh vì tình yêu hả ba? Đấu tranh tới cùng. Kể cả phải đối đầu với người mình yêu kính, ví dụ như là cha của mình cũng vậy nữa hả ba? Ừ, phải vậy chứ sao con. Vậy là con cảm ơn ba. Ủa, vậy là sao? Thì từ từ ba sẽ hiểu. Thằng ba trợn. Không dám ba trợn đâu. Nè, nhưng mà làm gì thì làm, con nên nhớ cuối cùng con phải cưới con Diễm Thúy nghe chưa. Ba, sao kỳ vậy? Con không có... Con không có được cái ba. Nhớ. Ba. Ba. Ủa, làm gì vậy dì An? Đám giỗ, cúng vái cho nó. Nữa, mới hồi tuần rồi đám giỗ rồi mà. Bữa nay giỗ nữa hả? Nó bậy, đúng ngày thì giỗ, chứ
Dỗ hồi nào dỗ hoài. Đám dỗ cúng cái gì vậy dì An? Cúng hai mắm sặc với ba chén cơm. Thế nào á, rồi nó cũng sẽ linh thiêng về đây nhân gian. Biết là gì á, thương nhớ nó. Nhưng con hỏi gì vậy, nó là ai mà dì cứ cúng nó hoài? À, không biết nó là ai nữa. Là con gái hay con trai? Sao tự nhiên dì thương nó lạ? Nó chết rồi, nó bỏ dì luôn. Ôi dì ơi, dì đừng có buồn. Nó chết rồi thì dì cúng cơm. À, dì cúng cơm á, cho nó hoài hoài ha. Để nó đói thì không nên. Nè, nhang nè, lại thắp cho nó nén nhang đi con. Tội nghiệp, dù gì cũng là tình nghĩa mà. Con, nè. Dạ. Trời ơi, khổ quá. Vậy cái anh gì đó rồi chị gì đó ơi, về đây ăn cơm với mắm nè. Rồi rảnh rồi phù hộ cho dì An dĩ mạnh giỏi rồi nghe. Mày làm nhảm gì đó Bình? Ủa, chú An đám dỗ hả chú? Dỗ ai? Ông già này, ông lẩm cẩm rồi. Dỗ nó chứ dỗ ai? Bữa đó tôi mời ông quên hả? Cái gì? Dỗ nữa hả? Dỗ nữa? Ừ, rồi ông đi đâu vậy? Tôi đi ăn dỗ. Dỗ ai? Ủa, gì? Thì dỗ ai chết hồi nào mà dỗ? Cái ông già này già rồi lẩm cẩm quá à. Đó, chú hai sợ chưa? Con đem cơm qua cho dĩ á, thì dĩ nói làm đám dỗ. Rồi bây giờ chú qua ăn dỗ thì bị rầy. Thôi, chú ở đó liệu mà chống đỡ nghe. Con về trước à. Nè khoan đã. Vậy chiều mày nấu cơm cho bả hay tao nấu đây? Ai cần mấy người nấu? Bộ tôi khùng hay sao tôi không biết tự tôi nấu tôi ăn. Nè, dì nấu cơm ha. Ừ. Rồi tự nhúm lửa nấu à nghe. Ha. Cái gì? Lửa hả? Bậy. Không có nhóm lửa được à nghe. Không có được à nghe. À, thôi mẹ ơi, mày đừng có ghẹo bà nữa mẹ ơi. Thôi, chiều để tao nấu cho. Thôi mày đi. Hà đâu rồi ông? Nó bên nhà bển á. Bộ ông không có nói chuyện với nó hả? Ông giận hả? À, tôi nói ông nghe. Ông mà không nói đi nha, nó giận ông cho thằng coi à. Nó đi luôn á là hết kiếm mà nghe. Ông à, bộ ông còn giận nó sao? Tôi không giận, nhưng mà không biết nói gì với nó nữa đây. Nó đâu có chịu nghe tôi đâu. Ông ơi, nước mắt chảy xuống muôn đời là vậy. Ông càng giận thì càng phải nói cho nó hiểu lẽ thiệt hơn. Chứ để nó vô tình không biết thì khổ cho nó lắm. Ông biết không? Bao trái ngang phong sương đời không dành riêng cho ai hết. Con có nên hay không là do sự răng dài của mẹ cha. Tôi phải đau không thương cũng vì thương mà tôi lo lắng. Con trẻ vui say sưa tham giàu sang mà đâu nghĩ suy. Lòng hạnh phúc biết dường bao khi được nhìn thấy con thơ bên cha mẹ già quấn quýt. Một bữa cơm rau một ngày dưa muối mà đoàn tụ cùng nhau còn hơn bạc hơn tiền.
chất. Gió lạnh trước hiên nhà càng se sắc nỗi đơn côi. Tôi không biết mình có con cái hay không, nhưng tôi vẫn nặng nỗi niềm chờ đợi. Theo cảm tính, không biết cuộc đời trước đây của bà sóng gió đến đâu, nhưng những suy tưởng mơ hồ của bà cũng làm cho tôi chạnh dạ. Giá như tôi còn nhớ được chút gì đó thì chỉ xin Phật trời cho tôi nhớ lại rằng tôi có con hay không. Tôi khao khát tình mẫu tử thiêng liêng, trong tiềm thức chắc cũng không phải là vô cớ. Bà ơi, trong chút tỉnh chút mê bà chỉ mơ màng con trẻ, còn tôi thì lúc nào cũng thương tưởng đến con tôi. Nhưng nó nào có hiểu được lòng tôi, chỉ mong có con cạnh bên để cha con cùng hủ hỉ. Chờ nó sông pha giữa chợ đời mưa gió, vào có bạc mua mà chia cách cùng không. Mình giữ phẩm giá thanh trong, tôi mừng lắm. Nhưng còn con đường trước mắt, nghiệp xương ca vốn đầy gai góc, nó có vẻ gì tôi thiết sống nữa mà làm chi. Ba, thưa dì, con mới qua. Hà, con mới qua đó hả? Dạ, con qua nãy giờ rồi. Nhưng mà đứng ngoài hiên á, con đã nghe hết những lời mà dì và ba đã tâm sự. Ba con thương con nhiều lắm. Phải vậy không Thái? Thương ha. Ba, con biết, con biết ba thương con và lo lắng cho con nhiều lắm. Cũng vì thương mà đã chiều con, cho con bước vào nghề mà con mong ước. Con như cánh chim non say bầu trời rộng, nên để quên tâm sự nỗi lòng người cha thương nhớ con. Trong nóng mỏi mòn, chờ con trẻ quay về. Tình thương không cầm ca sống cuộc đời rày đây mai đó. Con dệt mộng xây mơ một ngày mai rạng rỡ quy hoàng. Con gửi hồn theo từng tiếng mình. Khi có tiền bạc trong tay sẽ mang đến cho ba niềm vui cuộc sống. Con nào hay đâu rằng sao giấc mộng là bóng người cha cô độc đợi con về. Hãy subscribe.
bóng mẹ mờ xa, trông mãi theo cánh cò nơi phương nào phiêu bạc đời con. Con ơi ở đời cặn bã vinh qua chỉ là áo vong, từng giết chết đi bao mộng đẹp của con người. Kẻ có tiền dùng ra ngàn vàng để mua được nụ cười, người ta dễ đắm say với cái phù du giả tạo mà quên bỏ nguồn gốc thâm tình đáng trân trọng biết dường bao. Con mang về bạc nén vàng thôi không bằng một bát cơm dưa tỏ lòng yêu thao. Đừng để thương trôi theo cơn lốc đời điên đảo, say bước xa dân thì ân hận muôn đời. Ngày con rời nhà lặng lẽ ra đi, ba dẫn thì ít mà lo sầu gấp bội. Sợ rồi đây dòng đời chìm nỗi thân phận, con khờ như bèo dạt mây trôi. Ba, con đã hiểu rồi ba. Trong những ngày sống trong hào quang danh vọng, thiên hạ đến với con chỉ là thú mua vui. Họ dung tiền ra chỉ đổi lấy một nụ cười. Nếu con không chặt dạ, chắc đã buông trôi đời con gái. Thôi, nó đã về rồi, ông cũng đừng buồn nữa. Đừng giận nữa ông à, sống già cũng hay giận quá à. Ha, cha con nhà mà. Thôi, ăn dỗ đi ông. Ủa, vậy ăn dỗ ai vậy ba? Thì bà dỗ 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 nó đó hả ba? Dỗ nó đó. Thôi ăn đại đi con, ăn đại đi cho bà vui đi chứ không thôi có chuyện lớn đó. Dạ. Khoan, đốt nhang đi rồi ăn. Anh ơi, anh gì đó ơi, làm ơn cho tôi hỏi. Anh muốn hỏi gì? Anh cho tôi hỏi chứ, ở vùng này anh có biết nhà của cô Nhật Hà không vậy? Anh là cái gì của cô Hà? Vậy là anh biết nhà của cô Hà phải không? Anh phải trả lời cho tôi biết, anh là gì của cô Hà mà lại tìm thăm? Dạ, tôi là bạn của cổ. Mà bạn là bạn như thế nào? Bạn thân, bạn sơ giao hay là bạn hát? Dạ tôi là bạn, mà bạn cũng chưa có thân, mà sơ giao thì cũng không phải, bạn hát thì không đúng rồi, thiệt không biết nói sao cho anh hiểu hết trơn á. Không thân mà cũng không sơ, vậy tìm kim có chuyện gì? Dạ tôi... hay là anh định kiếm Hà rủ ren theo gánh hát phải không? Dạ không phải vậy đâu anh. Ủa vậy anh là chi của cô Hà mà nãy giờ cha hỏi lung tung? Ở cái xứ này mà tra hỏi như vậy á, thì anh thử nghĩ coi tôi là cái gì của cô Hà. Anh không thân không sơ lặn lội xuống đây tìm. Hay là anh chính là những tên nhà giàu phách lối làm thương tổn đứa em Hà lúc trước phải không? Ê, sừng nào cọp đó nha. Muốn gì? Tôi muốn... Anh Bình, có chuyện gì vậy anh Bình? Ủa, Nhật Hà. Anh Hiền phải không? Anh nè. Trời anh Hiền, anh đi kiếm em gần chết luôn vậy đó. Sao anh lại ở đây? Ủa, nói vậy là bạn của em thiệt hả? Dạ, anh là bạn của em đó. Xin lỗi nghe, nãy giờ không biết. Thôi, em ở đây nói chuyện với bạn đi, để anh gánh về trước cho. Dạ, vậy anh gánh về ha, rồi anh nói với ba là chút nữa em về sau. Nè, ở lại chơi nghe. Dạ. Tôi đi à. Dạ. Anh Hiền,
mình đến chỗ kia cho má rồi nói chuyện đi anh. Anh Hiền nè, sao mà anh biết em ở đây mà anh tìm vậy? Nhật Hà, sao em lặng lẽ ra đi mà không nói với anh một lời nào hết vậy? Tại vì em không muốn làm phiền anh. Hà à? Dạ. Em nỡ nói với anh như vậy sao Hà? Em có biết là anh tìm em suốt mấy ngày qua không? Anh không biết là em có chuyện gì. Khi tìm đến thì bà chủ nói em trả nhà và đi đâu không rõ. Nhật Hà, em có biết là lòng phập phồng lo loài hoa cao đẹp, dù xác lá tàn phai cánh hồng rời rã nhưng vẫn còn tươi một sắc thắm tươi cờ lát vào giường mong say đắm cánh hoa tình còn ép nổ làm duyên. Mưa gió phong trần sắc thắm dần trên nguyên, anh đã ước mơ ngắm mãi hoa tình, trái tim mình thổn thức băn khoăn như chốn tiên bồng giữa kỳ hoa dị tha. Mơ trao gửi tình yêu.
giờ đây em đâu phải là một cô đào hát trẻ trung xinh đẹp, mà chỉ là cô thôn nữ quê nghèo. Quần bố áo dài chân bùng, anh còn muốn sánh duyên cùng em chăng? Đêm rằm trời vẫn còn trăng, thì không gì cách ngăn anh yêu nàng. Anh Hiền, em tin anh chưa? Tin rồi. Mà anh chưa cho em biết nữa nha. Sao mà anh biết nhà em ở đây vậy? Anh ghé vào gánh hát hỏi thăm, người ta chỉ mang máng. Nhưng anh quyết lòng tìm đại, hay về em ở đây thiệt. Rồi anh xuống đây chừng nào anh về? Chừng nào người ta đuổi thì anh về. Ai cho ở đây đâu mà chứa hay là đuổi chứ. Em bỏ anh một mình ở đây cho anh đi lạc chết luôn á. Ý, anh không có biết nhà nghe hả? Chờ anh với hả? Hả? Trời nắng như đổ lửa, sao ông không vô nhà ngồi mà đi tới đi lui ngoài sân vậy? Tôi đang nóng lòng như hơ mà ngồi làm sao được mà ngồi. Chuyện gì cũng từ từ, làm gì dữ vậy? Từ từ sao được mà từ từ. Hôm qua tôi qua nhà ba má con Thúy, họ nói là thằng Hiền đối xử với con Thúy như vậy là quá đáng. Anh chị còn nói nếu như nổi tháng này mà bên này không qua hỏi cưới thì coi như hôn ước không còn. Chuyện tụi nhỏ tính không xong, kể từ nay đoạn thâm tình. Mà thằng Hiền thì đi đâu biết dạng, từ chiều hôm kia cho tới bây giờ tôi đã sai thằng Hai Bốn đi tìm, nó cũng biết mù chẳng thấy tâm hơi. Tôi đã kêu ông lo cho xong chuyện mà ông nhớ như đâu có nghe lời. Bây giờ nước tới cẳng rồi ông mới nhảy càng, nếu chẳng may bên người ta buồn ý mà quý hôn thì mất mặt vô cùng. Mất mặt thì nhầm gì, tôi sợ mất mạng luôn kìa, vì người ta nắm tay của mình. Chuyện ngày xưa 20 năm giấu nhẹm mà ba con Thúy chứng kiến đuôi đầu, cho nên tôi đây mới nhận lời kết thông gia chứ tôi ưa gì nó đâu. Ông thấy chưa, việc làm ác độc dù bao lâu hậu quả vẫn tồn tại. Ngày xưa bao nhiêu tai biến, đến bây giờ quả báo cho ông. Tôi bắt thằng con hỏi cưới đàng hoàng, tự nhiên là mọi chuyện êm xuôi. Không có ai lật tay được mình, nếu họ chàng ràng tôi giải quyết là xong. Ông chỉ giỏi tài tính chuyện hại người ta, tội nghiệp của ông nặng lắm rồi, đừng có gieo thêm nữa mà. Vậy bà muốn quả báo đến với tôi phải không? Quả báo đến với tôi thì bà mới hả dạ chứ gì. Cần gì, nội cái nhà này tuyệt tử tuyệt tôn thì cũng đủ thấy là ông có phước rồi. Bà, ông còn nói gì nữa chứ? Tôi nói phải quá mà. Cho bà hay, mấy chục năm nay tôi nhịn bà, làm gì tôi thấy mình chỉ biết ăn chơi sa đọa, chỉ biết tiêu xài phung phí, chỉ biết đưa tay ký bán đất ruộng ông cha, chứ có làm nên cơm nên cháo gì mà lên mặt. Nhà này mà không có tôi vung vén coi ông có quần rộng áo dài mà dên giáo hay không ấy chứ hả. Bà vừa vừa thôi nghe. Dù sao tôi cũng là chủ căn nhà này, tôi không sợ bà đâu. Ông làm gì mà sợ tôi? Chẳng qua ông sợ cái sự thật mà tôi biết quá rõ thôi. Đồ khốn nạn. Ông chủ ơi, ông chủ.
Ma bắt giò mày hay sao mà mày la dữ vậy hả? Ông chủ ơi, phen này chắc là tiêu. Tiêu gì? Không ngờ nó là quỷ sống hay ma đổi một giữa nơi trần thế. Mày nói cái gì? Mày hãy nói rõ đầu đuôi. Cái gì mà ma quỷ? Mày đi mất hồn trời có tình gì hãy nói gấp. Dạ thưa ông, con đã biết gió động quý hai, còn biết thêm một chuyện động quý trời. Chuyện gì? Nó biệt tích 20 năm trời, tưởng đâu là chết ra thầy thì ai dè nó không có hề chi. Nãy giờ mày nói chuyện gì mà nghe tao không hiểu đầu đuôi? Dạ nghe lời ông, con đi kiếm cậu hai thì biết được cậu theo về quê của con Đào Hát á. Khoan đã. Dạ. Mày nói con Đào Hát nào hả? Dạ con Đào Nhật Hà đó. Trời đất. Chưa đâu ông ơi, ông nghe tin này nữa là ông té xỉu luôn. Thì tin gì mày nói lẹ đi, tin gì hả? Con tới đó dò la nhà con Đào Hát, không ngờ con gặp con An. Con An? Dạ. An nào? Ông quên rồi sao? Con Nguyễn Thị Thu An á. Có phải con nhỏ nó là má của... Dạ phải, chính là con nhỏ đó đó. Không được, không được. Nó còn sống là rất nguy hiểm cho mình. Dạ. Nè. Sao? Mày phải bịt miệng nó lại cho tao. Nó sống một mình hay là có chồng con gì không hả? Dạ hình như nó sống có một mình à. Sống một mình à, được rồi. Nè. Dạ. Vậy thì mày hãy làm như vậy nghe. Dạ. Hả? Lại làm như vậy nữa? Câm miệng. Dạ làm như vậy nữa là... Im. Thôi. Bộ mày muốn chết cả lũ hả? Dạ. Cứ làm theo lời của tao đi, có gì tao chịu. Dạ. Còn con Đào Hát đó đó. Dạ. Mày hãy làm như vậy nghe. Dạ. Nè. Dạ. Một công đôi chuyện hả ông? Đúng vậy. Dạ. Nè, kỳ này nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Dạ. Tao với mày mới không còn lo sợ. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dì An. Ủa, cậu Hiền, cậu tới chơi hả? Dạ. Ủa dì An đang làm gì đó? Tôi đang cầu khẩn Phật trời cho mọi người mạnh giỏi. Dì An tốt quá. Hèn chi sớm này ai cũng thương dì An hết á. Cậu chưa về trên nhà sao? Dạ con qua đây là để từ giả dì. Sáng mai con về. Cậu ở chơi mấy ngày á cũng quen rồi. Bây giờ đi chắc buồn lắm. Con Hạ sẽ nhớ cậu cho coi. Dì An à, dì ở đây có một mình như vậy, bộ dì không buồn sao? Quen rồi cậu à. Bộ dì không nhớ gì đến chuyện trước đây hết sao? Dì có con cái hay người thân gì không hả dì An? Có chứ. Ủa, mà không biết có không cả. Trời, tôi không biết nữa. Từ hơn 20 năm qua, đầu óc tôi á, khi mê khi tỉnh. Lúc mê á, thì không biết làm gì, lúc tỉnh á, thì không nhớ chuyện chi. Thành ra cái ông già lẩm cẩm đó, ông nói tôi gì sống mà mặt như đã chết á. Mới về đây chơi có mấy ngày mà sao thấy hoàn cảnh của dì An con thương quá à. Tôi cũng không hiểu làm sao mà tôi nhìn thấy cậu
lòng tôi tràn ngập một niềm vui. Cậu nói đùa cho vui á, chứ tôi á thì tôi làm sao mà xứng làm mẹ của cậu được. Ủa, Mạn Hạ đâu, nó không đi chơi với cậu? Dạ, Hà ghé qua quán của bà ba mua thuốc cho bác trai rồi. Thôi, để con ra đón Hà. Dì ở lại mạnh giỏi nha. Sáng mai con về luôn nha dì. Cậu về mạnh nha, cho tôi gửi lời thăm ông bà ở trển nha. Ủa, mà đâu biết ông bà ai ha. À, rảnh rỗi xuống đây chơi nha. Dạ, thưa dì con đi. Anh tính đón em rồi mình ghé qua nhà của anh Khương Bình chào ảnh. Sáng mai anh về sớm. À, vậy mình đi. Đi, đi anh. Đi em. Chết rồi. Ý, hình như là trái phía nhà của dì An. Em chạy kêu người tiếp cứu đi. Để anh, để anh đến đó coi sao. Lẹ lên, lẹ. Bác, dì An tỉnh chưa vậy bác? Chưa. Con à, có tìm được nó không con? Dạ không bác à. Lạ thật. Lúc nghe tiếng la cứu lửa, con còn dặn em Hà chạy đi tìm người,
rồi mới chạy đi cứu dì An. Không biết tại sao em Hà lại không trở về. Con tìm hỏi giáp xóm mà không ai biết gì cả. Khổ quá, tai nạn ở đâu mà dồn dập gì này không biết nữa. Nhà bà An không bao giờ có lửa, vậy mà tự nhiên phát cháy. Còn con Hà không biết đi đâu mà mất dạng. Chú Hai ơi, chú Hai. Gì đó Bình, tìm được nó chưa Bình? Dạ con chưa thấy em Hà, nhưng khi đi ngang qua bờ sông á, vào đám âu rô á, con có lượm được cái này nè. Gói thuốc rê, chiếc dép của em Hà. Tại sao lại như vậy? Không biết nữa, nhưng cách đó vài bước con thấy một cây đuốc cháy lỡ chừng. Chắc chắn nhà của dì An bị người ta phóng hỏa đó. Trời ơi, bắt cóc đốt nhà, quan thu gì nặng như vậy? Con tôi giờ đây không biết trôi giạt nơi nào. Xin hãy cố gắng bình tâm, rồi mình sẽ liệu cách tìm ra ai đã âm mưu chuyện này để tìm em Hà về đây. Trời ơi, đúng là quân khốn nạn. Làm sao lần ra manh mối để cứ lấy con Hà, nếu nó có về gì thì tôi chết còn hơn. Đúng là cái quân chó má mà. Anh Hiền, lúc em Hà ở trên đó, anh có biết ai đem lòng ghen ghét gì nó không? Em Hà rất dễ thương, hiền hậu lắm, đâu có gây thù oán gì với ai đâu. Chỉ có... Sao hả cháu? Dạ không, không có gì đâu. À kìa, dì An tỉnh lại rồi kìa. Ôi, may quá. Tỉnh lại là yên tâm rồi. Bị xây xát ngoài da chút đỉnh chứ không có gì nặng lắm. Bà ơi, bà ơi, tỉnh lại đi bà. Bà thấy trong người như thế nào rồi? Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi lại ở đây? Sao đầu tôi mình mấy tôi ê ẩm hết như vậy nè? Bà không chết cháy đã là may lắm rồi. Chết cháy? Không biết có kẻ nào đã muốn giết chết bà, cho nên nó đánh xỉu bà rồi trói vô cột nhà mà châm lửa đốt. Cũng may lúc đó cháu Hiền tới kịp thời cứu bà ra đó. Bà bất tỉnh từ hôm tới bây giờ đó. Đốt nhà, phóng hỏa. Trong lúc mọi người lo tiếp cứu cho dì, em Hà cũng bị người ta bắt cóc đi biệt dạng. Bắt con đi biệt dạng, phóng hỏa, đốt nhà. Trời ơi, đốt rồi, con của tôi, nhà của tôi. Bà ơi, bà sao vậy hả bà? Trời ơi, ngọn lửa hải hùng đã thiêu cháy con tôi. Ai cứu giùm đứa trẻ thơ ngày? Tội tình chi con phải chịu bao cảnh đắng cay. Lửa hung tàn như ác quỷ ma dương,
Thì ra chuyện của bà đau thương đến như vậy nên đã khiến bà loạn trí cuồng tâm. Dì, dì có nhớ quê quán gì ở đâu không? Và người hại dì tên là gì vậy hả dì? Tôi không nhớ, tôi không nhớ. Thôi, dì đừng có nhớ nữa. Dì mới tỉnh lại còn yếu lắm. Sáng tịnh dưỡng đi, để con ra ngoài dàm kiếm con cá nấu cháo cho dì ăn. Sẵn rồi con hỏi tin tức của em Hà luôn. Dì nằm nghỉ nghe dì. Dì nằm xuống nghỉ đi dì. Tội nghiệp con, tôi không biết giờ này nó ở đâu. Hà ơi, Hà ơi, con mà có mệnh hệ nào ba làm sao sống nổi. Bác, đợi một chút nữa mới có đò. Tôi không có phải là người đưa đò. Anh ơi, anh làm ơn cho tôi hỏi thăm đi. Cô muốn hỏi chuyện gì? Dạ, tôi muốn hỏi, có một người trên tỉnh xuống đây nè. Anh tên là Hiền, trọng Hiền đó. Nghe nói là anh ở nhà của cô Đào Nhật Hà. Tôi không có biết. Khoan đã, hình như anh là, đúng rồi, anh Bình, đúng là anh rồi, anh Khương Bình phải không? Không phải đâu, cô lầm rồi. Không, đúng là anh rồi, em nhận ra anh mà. Anh Bình, anh không nhớ em sao? Đúng rồi, tôi là Khương Bình đây. Nhưng tôi không có quen với cô. Anh Bình, sau 2 năm trước anh bỏ nhà em đi mà không nói với em một lời nào hết vậy? Xin lỗi, tại vì tôi ở đợi cho nhiều nhà quá nên không có nhớ nổi là cô là cô chủ của nhà nào á. Anh Bình, sao anh làm mặt lạ với em? Anh có biết là khi anh đi rồi em lo lắng lắm hay không? Lo lắng? Một thằng ở nghỉ việc bỏ đi mà cũng làm cho cô chủ lo lắng nữa hay sao? Anh còn giận em chuyện đó nữa à? Tôi có quyền gì đâu mà hờn mà giận. Chỉ biết âm thầm đau tủi một mình tôi khi mà trái tim bao ngày hằng mơ mong cùng ai thắm duyên ban đầu nhưng đành gái đôi cầu tình.
lắm cô ơi, nên nào dám trách ai phụ khó tham sang thay lòng đôi da. Chỉ tội cho tôi ngỡ tình là tất cả, nên một lần yêu là yêu mãi muôn đời. Cùng tại tôi xây đắp mộng xa vời, một thằng đầy tớ mà yêu cô chủ, tình sử đã nhiều rồi cũng là chuyện trái ngang. Lối mòn này tôi đã dậm chân quang, gai đâm nhỏ mau ôm tình nuốt mừng. Phần gối rơm không giữ mình dưới thấp, mà chồm lên cao nên té nặng đau nhiều. Một lời yêu thương ngàn năm anh giữ, em lối duyên xưa cũng đành nuốt bao lệ rơi. Có vui chi vì chưa hiểu bỏ rơi tình đầu. Giờ gặp nhau ngàn mắt trao, anh vẫn ngỡ ngàng thật khi nơi đây mình gặp lại, chợt nhận ra mình chưa quên được bao giờ. Dĩ vãng ngày xưa không một chút phai mờ, nhưng người đó ta đây mà ngàn trùng cách biệt, như từ cõi xa nào mờ ảo hiện về đây. Tai còn nghe văng vẳng tiếng ai kia, thôi mình phải xa nhau không thể tròn duyên nợ. Bởi ai kia phải dâng lời cha mẹ về làm dâu nơi quyền quý sang. Mà lòng giả yêu hôn, lời yêu đó vẫn còn vang vọng mãi. Người ta đã phụ tôi rồi, mà sao tôi vẫn bồi hồi nhớ thương. Anh Bình, xin anh hãy nói hết những gì hờn tủi, rồi hãy rộng lòng tha thứ cho em. Tôi đâu dám giận, thì quyền gì mà tha thứ. Anh Bình. Kìa Thúy, sao em lại ở đây? Anh Hiền. Thì ra anh Hiền đây là... là vị hôn phu của em đó. Vậy ra hai người có quen nhau à? Dạ, trước đây... trước đây tôi đã từng ở đỡ cho nhà cô chủ, nên quen biết nhau vậy thôi à. À, dì An muốn gặp anh, nên bác trai kêu tôi ra đây để kêu anh về đó. Vậy tôi xin phép về trước. Chào cô chủ. Anh Hiền, anh bỏ đi biệt dạng cả tuần không nói, thì ra trốn xuống tận chốn này để hò hẹn với tình nhân. Anh không việc gì phải trốn tránh ai hết. Anh không nói là gì, anh nghĩ rằng việc đi đứng của anh không liên hệ đến người nào, mà phải đi thưa về chào. Nếu thật giả quan tâm thì anh xin cảm tạ, còn giận hờn trách mắng thì cho xin. Bởi vì anh không quen dỗ ngọt, sao anh không nghĩ là em đang tủi phận? Và khó hóa lời cũng do bởi ghen tương. Dầu sao chúng ta đã được
định rồi duyên phận, có muốn hay không cũng sẽ thành chồng vợ. Em quan tâm đâu có gì sai trái, anh xét lại thái độ mình đối xử với em. Đã từ lâu anh đã có bài, chuyện duyên tình không gượng ép được đâu. Bởi chúng ta là chỗ thân tình, nên anh không muốn đành lừa dối em. Anh có thể nói một câu, không thể yêu thương là đã dứt bỏ được em ra ngoài tâm não à? Còn em, dù đắng cay cũng phải ôm lòng chờ mãi. Vì trước đã trói chặt vào đời anh bằng lời hẹn ước năm thiệt khi phải đợi chờ một kẻ chẳng yêu thương, nhưng mà không thể nói chờ yêu thương khi trái tim mình dường như quang vắng. Lời xưa giao ước đôi bên, anh sẽ giang cầu ba má giùm thương cho chúng ta con đường của em không. Khi phụ vàng nói ra những lời nói ấy, bao nhiêu năm tháng xanh tươi của đời con gái em đã dành để đợi chờ anh. Hủy bỏ đi hôn ước của chúng ta là coi như anh đã vui rồi món nợ. Tình lỡ đến trăm năm không phận bé bàng, ơi xui con nhện dân tơ cho đời con gái em chờ đợi anh. Bây giờ lỡ một thời xanh ngỡ ngàng, em hỏi sao anh đành phụ Thúy à. Hiện giờ anh đang rối trí lắm, em đừng có nói gì nữa hết. Mọi chuyện chờ mai mốt rồi sẽ tính sau đi. Nghĩa là bây giờ anh không về cùng với em sao? Anh chưa về được, vì hiện giờ Nhật Hà đã mất tích, chưa biết sẽ ra sao. Hả? Nhật Hà mất tích? Sao? Sao lại có chuyện lạ kỳ như vậy? Bây giờ anh không có thì giờ để giải thích cho em hiểu. Em hãy về trước đi, khi nào tìm được Nhật Hà anh sẽ báo cho em biết. Vậy mà em hy vọng xuống đây sẽ tìm được anh về cho hai bác mừng. À, mà sao em biết anh ở đây mà em tới tìm vậy? Hôm qua tình cờ nghe ba anh và chú hai nói chuyện nên em mới biết. Ba anh và chú hai đã biết anh ở dưới này với cô Hà sao? Dạ. Như vậy có lẽ nào Hà đã... Không được, không được, anh phải về trên đó gấp mới được. Anh Hiền, anh Hiền. Ông cứ yên tâm đi, khu vườn này bỏ hoang lâu rồi, không có ai dám bén mảng tới đâu. Chắc không?
Còn con kia sao? Con bảo đảm với ông mà, còn giặt như vậy nó lại bất tỉnh thì làm sao mà nó thoát được. Vậy à, được rồi. Nè, chạy ra ngoài coi chừng động tĩnh. Tao vô tao hỏi tội con nhỏ này nghe chưa? Dạ con biết mà. Coi chừng cho kỹ nha mày. Yên tâm đi. Người đẹp. Để qua mở cho. Mấy đứa này đâu biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn. Ông, tại sao lại bắt tôi về đây? Thả tôi ra mau, thả tôi ra. Cứu tôi với, cứu tôi, cứu tôi với. Cứu tôi. Cứu tôi. Không có ai cứu đâu. Khu vườn này nó bỏ hoang. Không có ai nghe đâu mà mày la. Không có ai tới cứu mày đâu. Ông muốn gì? Tôi có tội gì với ông chứ? Mày không biết à? Mày nhiều tội lắm. Tội gì? Tội thứ nhất là mày dám khinh khi chê đồng tiền của tao tẻ mạt. Dám từ chối lời tao khi tao muốn vui chơi. Ông xem nhân phẩm người ta cũng giống như món hàng ngoài chợ, trả giá thương lượng để mua khi tôi đáng tuổi con ông. Có tiền là có quyền thì tuổi tác đáng chi. Mày dám chê tao già là tội thứ hai nghe không. Còn tội thứ ba mới là cái tội nặng. Chờ xử hai tội kia xong thì đến với tội thứ ba. Ông à, ông muốn gì? Ông muốn gì ở tôi? Ông à, ông đừng có làm bậy nha. Đừng làm bậy mà. Làm đúng chứ không có làm bậy đâu. Tao sẽ từ từ hành hạ mày, để coi mày có còn treo giá ngọc được với ai nữa hay không. Cái nhan sắc của mày đã làm cho tao phải lo âu sợ hãi. Tao sẽ hủy cái nhan sắc của mày. Đừng, đừng ông ơi. Tôi xin ông đừng làm vậy mà. Đừng, xin ông mà. Biết sợ nữa không? Nè, ngoan ngoãn nghe lời tao thì đâu đến nỗi. Tao không biết nâng trứng hưng hoa lắm chứ. Tôi lại ông. Ông tha cho tôi đi ông ơi. Ông đừng có làm vậy tổn đức tổn thọ lắm ông ơi. Dây đời tao hả? Phải không? Gì đó mày? Sao không ở ngoài đó canh chừng vô đây kia? Dạ dạ từ từ là cũng tới ông ơi. Cái này ngưng lợi chút xíu đi ngang. Này nè, thằng Tư nhỏ nó mới báo cho con hay về rồi, thấy cậu với bà đang bàn tính chuyện gì bí mật lắm. Đâu ông về thử coi sao. Nè, mày bịt miệng nó lại, theo tao về coi chuyện gì rồi trở lại xử tiếp đó. Dạ. Ê, ráng chịu khó nghe cô em. Nằm đó chờ đi. Cô à, cô đừng sợ, tôi đây mà. À, anh là... đừng nói nhiều, theo tôi ra khỏi chỗ này, rồi tôi sẽ nói cho cô nghe, đi, đi con, đi. Nhanh lên.
Thôi, cô đừng khóc nữa. Đừng sợ. Đây là nhà của tôi mà. Không ai dám đến đây làm nhục cô đâu. Không ngờ ông ấy lại tàn nhẫn như vậy. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Sao anh biết là tôi bị ông ấy bắt giữ? Tình cờ thôi. Tôi có việc phải đi ngang đường đó, thấy họ có thái độ kỳ lạ nên tôi theo dõi. Không ngờ gặp lại cô. Hình như anh là bạn của anh Hiền. Phải, tôi là Quốc Di đây. Thật ngại quá. Trước đây tôi... Xin cô đừng ngại. Thật ra trước đây tôi thật sự đem lòng cảm mến cô Đào Nhật Hà qua lời ca, lối diễn. Đêm đêm trên ánh đèn sân khấu, cô đẹp tuyệt vời như một nàng tiên vừa hiện xuống nghe dương trần, khiến bao người say mê. Và tôi đã đắm chìm trong một trời mộng ảo, muốn được cùng cô một lần trò chuyện đổi trao. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tàn khi khép màn nhung, Nhật Hà thật ra cũng chỉ là cô gái đơn sơ. Trước cửa tương lai ngàn ngày thơ, nên e dè khép kín. Rất phiền lòng vì thái độ của tôi. Không, tôi càng hiểu ra, càng tôn trọng cô nhiều. Nhưng chắc không duyên đến lần đầu gặp gỡ. Ngày đó tôi cầm bỏ qua trong tay, háo hức bồi hồi như anh chàng học sinh ngày đầu đến lớp. Đến lúc gặp nhau mặt nhìn tản mạc thì ngại ngùng không thốt được nên lời. Anh Hiền ảnh vô tư, không tình chẳng ý, mà duyên phận do trời sắp đặt không sai. Tôi giận bản mình sao làm chuyện trái tay, người yêu của bạn mà nỡ lòng chiếm đoạt. Nhưng càng nghĩ cùng suy tôi thấy mình ngơ ngẩn, vì tình cảm đơn phương chưa thổ lộ bao giờ. Không ngờ trời đất trớ trêu, tôi thọ nặng tay và mang ơn anh cứu tử, không biết nói gì để đáp tạ lòng anh. Nếu không có anh, chắc là tôi đã... Cô Nhật Hà, qua lời lẽ của ông ta lúc nãy tôi thấy quá ngạc nhiên. Trước
trước đây ông ta đã từng theo đuổi say mê cô. Vậy anh Hiền có biết không vậy? Dạ biết. Anh Hiền đã chứng kiến lần đầu tiên khi ông ấy đến nhà tôi để đổi trao điều kiện. Tôi không bằng lòng làm điều trái đạo nên ông ấy phật lòng và giận dữ bỏ đi. Chính anh Hiền đã an ủi động viên tôi, khuyên tôi nên để ngoài tai những lời xúc phạm. Hiểu được lòng nhau qua lần đổi trao thông cảm, anh Hiền với tôi mới nhóm nụ ân tình. Không ngờ cuộc tình này lại lâm tay ngang, chắc anh Hiền phải khổ tâm nhiều lắm. Khi biết người cha mình hết lòng yêu kính, có ý gian tà với kẻ mình yêu. Anh nói gì? Ông ấy chính là ba của anh Hiền sao? Ủa, nói vậy cô không hề biết ông ấy là ba của anh Hiền à? Trời ơi. Nhất Hà, tỉnh lại. Anh ơi, anh làm ơn cho tôi hỏi thăm. Ủa, anh Bình, sao anh lại lên đây? Trời đất ơi, anh Hiền. Trời ơi, sao tự nhiên anh bỏ đi không nói tiếng nào vậy? Báo hại tôi với chú Hai rầu muốn chết à. Em Hà đến nay vẫn còn biệt vô âm tính. Tôi vội vã ra đi không báo cho mọi người hay, cũng vì chuyện của em Hà đó anh à. Vậy rồi có tin tức gì chưa anh? Có vài mối nghi ngờ, nhưng cũng chưa xác định rõ. Khi nào chắc chắn tôi sẽ báo cho anh và bác hay. À, anh lên đây có chuyện gì không vậy anh Bình? Nãy giờ mắc nói chuyện em Hà mà quên nữa. Tôi lên đây với dì An và chú Hai. Rồi dì An và bác Hai đâu rồi? Ngồi nghỉ ngoài gốc dừa. Còn tôi đi hỏi thăm nhà. Nhà ai? Bộ anh có bà con ở đây hả? Nhà của dì An đó chứ. Nhà dì An? Số là sau cái trận hỏa hoạn đó, dì An đã nhớ lại chút chuyện ngày xưa, chuyện đốt nhà và chuyện đứa con. Rồi vì lần nhớ ra quê quán của mình, nên tôi với chú Hai mới có tính dẫn dì về quê nhìn lại bà con. Ai có về gặp anh ở đây nè. Gia đình tôi là dân kỳ cựu ở đây, chắc má tôi rành những chuyện ngày xưa. Anh ra ngoài kia mời bác với dì, vô trong nhà này nói chuyện với má tôi. Vậy thì may quá rồi. Đây tôi dẫn hai người đó vô đây, hy vọng là bà ở nhà biết rành mọi chuyện á. Chú Hai ơi, mai nhờ gặp anh Hiền á, anh nói má ảnh chắc biết chuyện của dì An á. Cầu trời cho đúng là như vậy. Má à, hai người này là người thân của Nhật Hà, muốn hỏi thăm má chút chuyện. Chuyện lâu quá rồi, không biết má có nhớ không nữa. Đâu, con nói hai người này là... Trời ơi, tôi có nằm mơ không? Bà... là bà đó sao? Sao lại như vậy? Bà... Mợ Hai, tôi nhớ rồi. Mợ Hai đây mà. Bà là... Tôi là con An. Con An vợ Tư Tài nè. Mợ nhớ tôi không? Vợ của Tư Tài là... Trời ơi. Má. Mợ Hai mày đâu rồi bọn? Dạ thưa cậu,
Mợ hai mới đi với con Út Đẹp qua nhà thầy Bãi coi mạch rồi, chắc xế mới về. Cậu có chuyện gì cần kêu mợ hả cậu? Ồ, không thấy thì hỏi vậy chứ cần gì mày? Dạ. Mà có bầu cứ đau yếu hoài, tao nghi chắc đẻ con gái quá. Dạ, cô hay cậu gì thì cũng là quý tử hết, cậu lo cái gì? Mày biết cái gì? Hôm qua tao lên nhà lớn, tình cờ tao nghe ông bà mày bàn vợ thằng ba sanh con trai đầu. Nếu như mợ hai mày sanh con gái thì gia tài này thằng ba sẽ hưởng, tao được một phần sở ruộng trong bưng, mày có biết không? Rồi lấy cái gì ăn? Bởi vậy tao mới ngại, mợ mày sanh con gái thiệt là kể như tiêu về xứ điều hiu. Nhưng làm sao bảo đảm chắc chắn kỳ này mợ sanh ra quý tử nối dõi tông đường, để cho cậu ba không thể gian ngay tay khôn sạch sành sanh. Giá nào cũng phải được, không thể nào thua cuộc, gia sản này đây phải thuộc về tao. Cậu có kế sách gì đề phòng chứ cậu? Cậu mày mà lo gì mày? Dạ, dạ thưa cậu hai. Đứa nào á bay? Dạ con An, vợ của thằng Tư Tài. Nó tới làm gì vậy? Dạ nó tới chắc là cái vụ chồng nó là mất trâu nhà mình hôm nọ đó cậu. Thằng Tư còn bị đóng trăng trên nhà Việt 7 ngày rồi, chưa có tiền nộp đền nên chưa có thả. Bốn à? Dạ. Mày ra ngoài dặn tụi nhỏ đừng có trộn rộn nha, để tao hỏi chuyện vợ thằng Tư nghe chưa? Con biết mà. Nè con kia, muốn xin xỏ cho chồng thì phải nghe lời cậu hai biết chưa? Dạ con biết. Vợ thằng Tư. Dạ. Bay lên đây có chuyện gì? Dạ thưa cậu hai, con lên xin với cậu hai nhỏ lòng thương xót mà xử nhẹ cho chồng con. Chồng bay mắc tội nặng, làm sao xử nhẹ được? Bay sao khéo nói chuyện tào lao. Dạ cậu hai ơi, xin cậu hai thương mà xét lại. Chồng con mướn trâu có 2 ngày à, nhưng tối tới thì về chuồng của chủ, trâu mất trong chuồng, đâu có phải là tại chồng con. Bay còn già hàm cãi bước nữa ha. Mướn trâu 2 ngày thì phải giữ kỹ 2 ngày, để mất là phải thường tiền, không có thì đóng trăng lên tỉnh. Cậu hai, cậu hai ơi, xin cậu hai xót thương vợ chồng con khốn khổ nghèo nàn, ruộng lúa hàng năm đông cho ông bà chủ đủ đầy, chỉ còn lại qua ngày bữa cháu bữa ra. Cần tao biểu chút coi. Dạ cậu dạy gì con xin nghe. Vợ thằng Tư. Dạ. Tính bay có bầu hả? Dạ. Mấy tháng rồi? Dạ gần 5 tháng. Vậy là một lứa với mợ hai bay rồi.
mà coi cái bụng của bay nó gọn hơn mỡ bay nhiều ha. Dạ cậu đừng có sợ, lợi đây cậu thương mà. Cậu ơi, con lại cậu đừng làm như vậy cậu à. Sao đừng, bay nó thả chồng bay ra mà, muốn cái gì bay cũng chịu mà. Dạ cậu muốn con làm trâu bò gì con cũng chịu, nhưng xin cậu đừng có làm chuyện này. Con sợ lắm cậu ơi. Gì sợ? Con là gái đã có chồng, lại đang bụng mang dạ chữa, xin cậu tha cho con đi cậu. Bây sao nó nhiều quá, mai tao thả chồng bay về. Lại đây tao thương. Cậu ơi, con lại cậu mà đừng cậu ơi. Gì đâu lại, chút mà tao biểu tụi nó thả chồng mày ra liền chứ gì. Lại đây tao sốt ruột lắm rồi nè. Không, con không có làm như vậy được đâu cậu. Có nhiều đó mà cũng làm không được, chút vậy mà cũng làm không được thì mày đừng có gian xin. Tao tha tội cho chồng như mày, mà tao sẽ cho nó đi đài. Tao sẽ thưa nó làm quốc sự, rồi mày sẽ thành mẹ quá con côi. Cậu ơi, con dập đầu trăm ngàn lại, cậu đừng bắt con làm điều trái đạo. Con là gái đã có chồng phải giữ lấy tiết trinh. Tao đã thương mà tại bay không biết chuyện, thì đừng có mà leo lẻo cái miệng. Một là bằng lòng cùng tao vui vẻ, hai là chồng mày ở tù một góc. Cậu ơi, chúng là một kiếp con người, sao nỡ nào chà đạp chăng tiếc thương. Trời ơi, vợ chồng tôi nào có tội tình gì, phải chịu đọa đày khổ nhục đến bao lâu. Cậu ơi, con lại cậu, lại cậu tha cho chồng con. Thôi đi, tao bực mình rồi, đừng có gian xin vô ích. Giữ lấy cái tiết hạnh gì đó của mày mà đi nuôi thằng chồng mày ở tù kìa. Tao sẽ cho nó ở tù mọt không. Cậu hai. Trời ơi, mình ơi. Trang. Trời, anh Thái, sao anh dám vô đây? Trang à, anh nhớ em quá nên anh lén vào đây thăm em. Trời ơi, anh khờ dại quá. Hôm rồi anh lén vô đứng nhìn em dưới bếp, bị người ta bắt được, đánh chẳng nương tay. Sao hôm nay anh lại vào đây nữa? Trang ơi, họ có đánh chết anh, anh cũng đâu có đau bằng nỗi đau mà anh đang gánh chịu trong lòng. Trời
chịu cảnh sanh ly thà để cho tôi mang sầu. Tớ biết còn hơn trái tim chết dần trong thương nhớ chua xót, nhìn em xa khuất tận chân trời. Ta nên vợ nên chồng, liềm chớ thôn em trong pháo đỏ rượu hồng. Đức hạnh công dung của một người con gái không cho phép em vượt luân thường đạo lý xưa nay, huống chi bây giờ còn có một bào thai, nó là rào chắn cản ngăn em theo tiếng lòng dậy gọi. Về đi anh, về đi thôi, đừng trông, đừng đợi, tình đôi ta đã dở dang rồi. Trang à, em đừng xua đuổi anh, dù trong thầm lặng đắng cay, cho anh được đứng bên lề hạnh phúc của em mà mà đợi chờ có một kiếp lai sinh. Chồng giàu có thì một lại này, em xin tạ tội cùng anh. Xin anh đừng đau khổ, đừng hành hạ mình vì em nữa. Nhìn thân thể anh bị bầm dập với trận đòn ác nghiệp, mà anh bắt vẫn rạng ngời tha thiết một tình yêu. Anh Thái, anh có hiểu lòng em tan nát trong chiều khi nhìn anh thịt da sương. Em xin anh mà, anh đừng nói như vậy, đau lòng em lắm, đau lòng em lắm. Mẹ ơi, mở đó rồi, mở, cậu Hai kêu mở kìa. Anh Hai, em phải trở về với bổn phận của em đi. Xin anh hãy cố quên em, cố quên mà xây đời tươi sáng, vĩnh biệt anh. Trang, Trang, Trang. Cậu Hai. Ừa. Nè. Dạ. Mày có đưa bà mụ về tới nơi không? Dạ con đưa bà về tới nơi đàng hoàng, còn đưa cho bà số tiền mà cậu hiểu. Ừ. Nè. Dạ. Có dặn bà kín miệng chuyện mợ mày sanh con gái không? Hả? Dạ con dặn kỹ lắm.
còn nói với bà đó nghe, bà mà hé răng cho ai biết nữa là thì cả nhà bà sẽ bị đài biệt xứ. Bà sợ lắm. À, vậy thì tốt. Nè, bây giờ mày đợi trời tối ha. Dạ. Xuống nhà vợ thằng Tư, mày nói như vậy nghe. À. Sau khi nó đi rồi, mày làm như kế hoạch cho tao. Tao sẽ lo phần mợ mày, rồi chờ nhau ở khu vườn sau nhà Diệt. Nhớ chưa? Dạ còn nhớ. Chuyện gì vậy chú hai? Tao nói chuyện này khi mày mới vừa sanh nở thì cũng tội cho mày quá. Nhưng nếu không nói thì biết nói cho ai bây giờ? Vợ chồng mày ở đây coi cút. Chú hai, chú nói gì vậy chú hai? Chuyện gì vậy chú? Chồng mày nó... Sao? Chồng con sao rồi chú? Sao hả chú? Nó trốn tù bỏ chạy. Người ta dí nà nó nhảy xuống sông. Nó chết chìm rồi. Trời ơi. Chồng Vợ Tư, mày sao vậy nè? Tỉnh lại à. Trời ơi, chồng tôi đã chết. Chú hai, có thở không chú? Thiệt, nó chết rồi. Tao mới chạy cho mày hay liền đấy nè. Nín đi con. Con ơi, con đừng khóc nữa. Trời ơi, sao tôi nghe khắp cả châu thân cứ hồ như ra
cho tôi biết chồng tôi thi thể ở nơi nào. Mình ơi, mình có nghe không tiếng nấc nghẹn ngào? Mình có nghe tiếng khóc con thơ gào khóc? Trời ơi, sao đành đoạn qua ơi trời ơi. Thôi, dù sao nó cũng đã chết rồi, mày đừng có khổ quá, có hại cho sức khỏe. Mày mới sinh non ngàn non tháng mà như vậy á thì tội quá. Nín đi con, nín đi, con đừng khóc nữa cho đau lòng mẹ. Sữa cảm khô bầu, môi trẻ khát tình thương. Tội cho con tôi, vừa chào đời, đầu dôi quấn khăn tăng, bơ vơ lạc lòng trên chợ đời muôn mặt. Tôi muốn thét lên thấu tận trời cao, sao đời tôi luôn gánh chịu nao buồn. Dập, ông trời vùi dập, cõi đời này tôi sống nữa mà làm chi? Hãy cho tôi được một lần hạnh phúc là nhắm mắt đi về thế giới âm u. Mày đừng có nói dại như vậy, ráng đi, ráng bình tĩnh mà lo cho con dại. An à, chú Hai à, xác của chồng con để ở đâu vậy chú Hai? Bà con vớt xác nó để dưới giàm, không ấy mày xuống dưới coi sao, đặng bà con còn lo liệu. Thằng nhỏ ngủ rồi mày để nó ở nhà, chạy nhanh xuống dưới đó coi rồi về, chứ nó còn non ẩm ra gió không có nên. Đi 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 đâu hả chú? Xuống giàm nhìn xác chồng mày, đi lẹ lên. Dạ. Khóc chồng đi con, rồi về mà khóc con cho đủ cặp. Về làm con nhà giàu cho sướng nghe con. Vậy là tao làm phước cho mày rồi đó. Ở với má mày cũng đói nhăn răng đó con. Ông đánh thuốc mê cho tôi mê man cả ngày. Rồi khi tỉnh lại, ông nói là đứa con đã chết, nên xin thằng Hiền về cho tôi đỡ nhớ thương con. Sau đó,
tôi mới biết là ổng dùng thằng Hiền để mà giành giật lấy gia tài của mẹ cha. Tôi thầm hiểu ra âm mưu ổng sắp bài, nhưng chuyện đã rồi còn biết phải làm sao. Má, má ơi, như vậy là con không phải là con ruột của má hả má? Không, con không phải là con của má, mà người đàn bà đau khổ này mới chính là má ruột của con. Con lại nhìn má con đi Hiền à. Má, má của con. Con, má, con tôi. Con ơi, má không ngờ mà còn gặp lại con. Bao ngày mong nhớ, má ngỡ trọn đời con mẹ lìa xa. Trời đất xót thương, có ngày tao ngộ, má tưởng như mình đang sống giữa chim bao. Thầm gian dãi trời cao, 20 năm trời sống cạnh giờ gặp nhau rồi con mẹ được kề bên. Mẹ, con của má. Không ngờ cuộc đời lại xảy ra quá nhiều tang thương biến đổi, như cảnh mây bèo tan họp biết bao lần. Thằng Hiền đâu rồi? Nó đâu? Thằng con trời đánh, mày đi đâu mà lưu linh lưu địa vậy hả mày? Rồi con trôi đâu vậy đây được? Tao tưởng đâu mà mày chết trôi xong lạc chở rồi chứ. Xin ông chủ nhẹ lời chửi mắng, ông không có quyền chửi rủa nó như vậy. Bà này là ai mà vô đây lớn lệnh như vậy hả? Tại sao tôi không được quyền rủa nó chứ? Vì ông không phải là cha của nó. Đồ điên, nó không phải là con của tao chứ là con của ai hả? Không lẽ là con của bà? Đúng, là con của tôi. Bà An, vợ của Tư Tài, má ruột của thằng Hiền đó, ông nhớ không? Bà chưa chết sao? Một lần phóng hỏa bắt con, một lần đốt nhà giết mẹ, đều do một tái tên này làm cả. Ôi, ông ơi, cụ con ông ơi. Ông nói là con cái việc đốt nhà có gì ông chịu mà. Trời ơi, cụ con ông ơi. Thằng phản chủ. Dạ. Mày. Bà. Ông. Tôi không ngờ ông là một con người tàn nhẫn đến như vậy. Ông nói đi, em Hà đâu? Em Hà đâu? Ông giống
bắt con Hà đi đâu. Nếu có bề gì, tôi sẽ giết ông đó. Hà Hà nào? Tao không biết. Nói, em Hà đâu? Nói. Dạ nói. Ông chủ sai tôi nhốt cô Hà ở ngôi nhà quan gần mé sông để cho ông dễ. Ông giống. Ông đúng là loài cầm thú mà ông có biết không? Con Hà, nó là con ruột của ông đó, ông biết chưa? Bà nói láo. Tôi làm gì có đứa con nào chứ? Nó đã chết rồi, phải không Hai? Nó không chết. Đêm đó thằng Hai đã bị tôi đánh vào đầu ngất xỉu và đem con bé Hà đi cho đến bây giờ. Hai, mày nói nó chết rồi mà, phải không Hai? Nói lẹ lên. Từ từ. Thật sự thì con bị ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì đứa nhỏ đã mất tích. Sợ ông chửi con cho nên con mới phải nói là nó đã chết. Trời ơi, như vậy là trời ơi, đồ khốn nạn! Ông không phải là con người, ông là con ác quỷ. Trời ơi, ông tàn nhẫn lắm. Ông nỡ lòng nào muốn giết chết con của ông? Ông không phải là người, ông là loài ác quỷ. Tôi không phải là người, tôi là cầm thú mà. Mắng chửi đi, hãy mắng chửi đi cho thấm thía đậm đà hơn cái sự khốn nạn đê hèn mà tôi đang gìn giữ. Mấy chục năm qua tôi lặng hộp chan chê trong vùng lầy nhớ nhuốc, cha đạp lương tri bằng độc ác ngông. Hãy giết tôi đi, cho đêm tôi không còn. Trời ơi, tôi hãi hùng khi nghĩ đến điều tội lỗi mà tôi đánh dấm bừa lên chính con ruột của tôi. Các người ơi, xin hãy hành hạ tôi đi, để tôi không thấy bầu trời này nữa. Hãy khinh bị đuổi xua như một loài chó ghẻ, chó vừa bao nhiêu tội lỗi của tôi làm. Ông Giọng, những điều ông đã làm đối với mọi người ở đây thật là độc ác và đáng tội. Nhưng tôi nghĩ họ cảm thấy xót xa thương hại cho ông nhiều hơn là căm giận, vì ông là nạn nhân của chính lòng ích kỷ xấu xa độc ác đó. Các người ơi, tôi lại các người hãy tha lỗi cho tôi, vì tôi là một người đã mất hết lương tri và tình nghĩa. Tôi biết làm sao để đối mặt cùng cây gò, khi dưới lòng đất này cũng không chấp nhận tôi. Dòng nước kia chắc cũng sẽ không trôi nếu như tôi trầm mình xuống đó. Trời không dung đất không tha thứ cho một kẻ hình nhân mà lòng dạ cũng cầm. Lại các người, xin các người hãy giết tôi đi, chứ đừng để tôi sống trên cõi đời này nữa. Khi chốc lát đây đối diện cùng tốt nhục, tôi ghê sợ chính mình hơn dòi bò hôi tanh. Ông đã làm cho tôi đau khổ quá. Trời ơi, rồi đây Nhật Hà sẽ sống làm sao khi biết được ông là cha, là cha ruột. Trời ơi,
con của tôi. Nhất Hà, Nhất Hà ơi, vậy mà tôi đã hành hạ nó. Bây giờ nó đang ở đâu? Bây giờ nó đang ở, nó đang ở đây nè. Con của... Không, ông không phải là cha của tôi đâu. Không phải Hà. Không phải Hà ơi, vậy là con đã biết hết rồi sao hả con? Không, con, con không biết gì hết á. Ba, ba, con chỉ muốn một mình ba là ba của con. Làm sao em thoát ra được vậy Hà? Nhờ anh Duy đi ngang, tình cờ gặp em, nên anh mới cứu em ra. Rồi anh Duy đâu rồi em? Anh đưa em tới đây, rồi anh về, chứ không có chịu vào đây gặp mặt. Nếu không nhờ anh Duy thì em đã... Cái thằng khốn nạn này nó bày mưu độc, để tôi cho nó một dao về chầu Thiên Tổ cho rồi đi. Dạ dạ dạ, không phải con, tâm sự đều do ông chủ sai biểu á. Dạ muốn giết bà An cũng là do ổng, muốn hại đời cô Hà cũng là do ổng đó. Phải, do tao, do tao nè. Tao đã bày trò tang thương dâu mẹ, tao đã bày trò cho mèo xả mây tan. Tao là người có tội, con gái tao mà tao đây cũng... Trời ơi, khủng khiếp quá, khủng khiếp quá, ghê rợn quá. Tôi không phải là con người, tôi không phải là con người. Tôi là người có tội, mọi người hãy quyền rủa tôi đi, quyền rủa tôi đi. Ông Giọng, ba ơi, cuộc đời
luân chuyển mãi không ngừng. Người làm ác nếu không bị đất trời trừng phạt phải chết trong niềm rai rứt để linh hồn mãi mãi. Bình con hay mang ông ấy vào trong để chúng ta còn làm đưa tiễn cuối cùng cho nó. Hiền con, bà chủ, tôi cảm ơn bà đã thương yêu đùm bọc con tôi. Chị đừng gọi tôi là bà chủ nữa. Chúng ta vì chữ nhân chữ nghĩa sống trên đời thì sẽ tìm được chính.